Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 50 cái token BZK. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ. Ok, quay trở lại. Tiếp theo thì mọi người sẽ roi vào cái kênh Adblock và kênh quảng cáo của YouTube nhé. Và hai nhiệm vụ cuối cùng thì mọi người sẽ roi vào kênh channel của kênh Telegram. Thì ai chưa roi vào hai kênh này và sau đó đến này là kết bạn. Đầu tiên là vào channel này, chọn roi này, quay trở lại. Ok, quay trở lại và bấm chọn check. Tiếp tục mọi người chọn Join Airdrop. Sau đó chọn Submit này. Chọn Loan. Và nhập profiling của Twitter. Mọi người copy vào cái này. Xóa username này đi. Và nhập username Twitter của mọi người vào. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ điền từ bí mật ở trong cái video của nó nhé. Rồi cái cụm từ bí mật thì mình có để ở dưới phần mô tả, mọi người copy và dán vào đây. Crypto. Crypto này, rồi. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng Phantom. Thì những ai chưa add mạng Phantom thì mình có để các thông số add mạng ở trên phần mô tả. Thì mọi người copy các thông số nhé. Hoặc là có thể add mạng tự động, có đường link add mạng tự động mình cũng để dưới phần mô tả. Và mọi người sẽ vào ví MetaMask để add nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ mở ví MetaMask để lấy cái địa chỉ mạng Phantom. Tiếp tục chọn Don. Và sau đó sẽ nhập cái đường link retweet ở trong cái kênh liên kết. Mọi người quay trở lại Twitter. Thì đây chính là cái bài đăng ở trong kênh liên kết nhé. Mọi người đã retweet này, bấm vào đây để copy đường link. Rồi, quay trở lại. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ chia sẻ cái video gần nhất của nó ở trên cái kênh quảng cáo của nó nhé. Bấm vào last video này. Rồi, chọn like này. Sau đó chọn chia sẻ. Ok, bây giờ thì mọi người sẽ quay trở về trang chính của YouTube. Mọi người sẽ bấm vào ảnh đại diện cho mình. Sau đó bấm vào kênh này. Rồi, mọi người sẽ sao chép cái đường dẫn đến kênh. Quay trở lại. Dán vào. Rồi, sau đó thì chọn Balance này để kiểm tra số dư. Và chọn withdraw để xem cái ngày phân phối. Thì cái này nó sẽ bắt đầu phân phối vào ngày 7 tháng 4 năm 2022 nhé. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.